Chào các bạn, mình đang hello. Chào các bạn, mình đang ở chợ Đông Ba, Đống Đa các bạn ạ. Đây là cái ở Ngọc Động, Quảng Uyên, Cao Bằng các bạn nhá. Đây là chợ Đống Đa. Chợ này thì cũng tan rất là nhanh các bạn ạ. Đấy, đa số là bây giờ là bà con nhân dân ra chợ này mua gì thì mua, không mua thì họ sẽ về, họ không lưu lại chợ lâu các bạn. Đây là những cái trang phục quần áo này, giày dép này các bạn. Đó, chợ này thì tan rất là nhanh. Đa số bà con nhân dân ra chợ để mua bán những cái hàng tiêu dùng thiết yếu như là quần áo, những cái đồ dùng mà bà con nhân dân ở đây ấy không thể tự sản xuất cũng như là làm ra được thì họ sẽ ra đây để mua các bạn ạ. Đó, đây là có rất nhiều giày dép, và đây là trong này sẽ là chợ thực phẩm tươi sống ở trong này. Ở đây là thuộc Đống Đa, xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng gọi nhé. Đó, ở đây là cách làm áp trao các bạn ạ. Đây là cách làm áp trao phải không? À, bánh quẩy áp trao các bạn ạ. Rất là truyền thống của Cao Bằng các bạn ạ. Đấy, rất là truyền thống luôn đấy các bạn. À vâng, ván được cả chậu này. Chợ ở đây tan rất là nhanh nhỉ cô? À, chợ bây giờ tầm khoảng 9 giờ hơn 10 giờ đã tan. Vâng, 10 giờ là tan các bạn ạ. Đấy, bánh quẩy. Cái này làm bằng cái bột gì đấy? Bột mì. Bột mì thôi hả? Vâng. À, áp trao là gạo nếp nhỉ? Vâng. Nếp với lại khoai môn. À, khoai môn trộn với nhau hoặc là gia vị. Đấy. Đó, nhìn rất là thơm ngon các bạn thảo. Đấy. Đây là một cái góc các bạn ạ. Đấy. Đó. Đây là một góc của chợ các bạn nhá. Đấy. Đó. Rất là truyền thống các bạn nhỉ. Bạn nào thích các bạn có thể đến chợ Đống Đa này các bạn. Đó, chợ Đống Đa của xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Mỗi địa phương, mỗi vùng miền sẽ có cái cách mà làm bánh khác nhau cũng như là hương vị thơm ngon khác nhau các bạn ạ. Đấy. Nhìn ngon nhỉ các bạn nhỉ? Nhìn thơm ngon quá. Đấy. Đó, đây là một cái góc của chợ các bạn nhé. Chợ này cũng nhỏ nhờ cô. Vâng, không to đâu. Vâng. Năm ngày mới ra một lần. À, cứ 5 ngày lại một chợ. Đấy. Bạn thấy chưa, một góc. Đấy, đây là một góc con. Cháu thử một cái đi. Vâng, cho cháu thử một cái đi. Cái này là cái. Vâng. Vâng. Đây, cháu ăn thử cái này nhá. Vâng. Đây các bạn, mình sẽ ăn thử một cái bánh các bạn nhé. Cái này là áp trao nhỉ bác? Vâng. Rất ngon các bạn ạ. Trong nhân vịt. À, nhân vịt. Các bạn. Ngon quá.
Đó, ra một chỗ đống đa nữa nhá. Rất ngon, ngon. Mỗi địa phương là vùng miền thấy là có cái hương vị nó khác khác một khác nhau luôn ạ. Bên trong vẫn là nhân thịt luôn, những thịt. Đó. À, buổi sáng nhiều người đến nhỉ cô, đến sớm. À, cái này phải hai người mới được nhỉ, một người bán một người làm. Con gái đi ăn cưới rồi. À, vâng. Một người bán làm. Vâng. Này. Mỗi phiên chợ bán được một chậu thế này cũng được rồi nhỉ. Khoảng 10 cân bột. À vâng. Cái cũng khá nhiều mà. Đúng. Ừ. Ăn cả bánh đường nữa cháu. Được rồi, cho cháu thì tiền, cháu ăn. 2.000 thôi. Vâng. 1.000 vào. Đấy, các bạn rất là ngon các bạn ạ. Để đến em xá chợ Đống Đa các bạn nha. Đấy, chợ Đống Đa xá Ngọc Động các bạn ạ. Được rồi, chúc cô đất hàng nhé cô ạ. Vâng, cháu. Vâng, đấy, các bạn thấy chưa? Vâng, có mà bà. Đến chợ. Bà ở trong chợ này à bà? Ờ, bà ở quê thôi. À, ở quê này, vâng, vâng. Đẹp thế này còn gì bà. Vâng. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, ở đây này các bạn nào. Ở đây là có những cái nhu yếu phẩm thiết yếu như là. Ở đây là chủ yếu là bán rau này, đấy, chè này, đó. Ở đây là cái này là cái gì đấy cô? Cái này cái nước, cái này cái tương ấy mày. À, cái tương, vâng. Đấy, đây là tương các bạn ạ. Đó, sẽ lên góc phía dưới này. Ở đây là cái những cái đường các bạn ạ. Ở đây là cái khẩu thi vâng ạ cô. Đấy, đường nặn này. Làm. Một khẩu thi khác làm các bạn ở địa, rất là địa phương nơi đây các bạn khác làm hết, không giống như các bạn mua ở những cái ngoài chợ hoặc nhập ở xuôi về các bạn, hoàn toàn khác biệt. Mà đấy là các bạn nhìn vào các bạn có thể biết là mình tự làm tự giá các thứ hết. Đây là đường, cũng đường ở trong địa phương này luôn các bạn ạ, đường mía, đường đỏ ấy nhờ, đường phiền, đường phiền. Đường này thì bình thường là cân bao nhiêu đấy cô? Vâng, ở đấy à, 25.000 một cân các bạn ạ. Vâng. Vâng. Đấy. Ở đây thì trồng rất là nhiều mía nhỉ cô? Đa số là mía ở địa phương này. Cái này chủ yếu là cây mía với cây dừa. Vâng. Là chính nhỉ. Đường này thì làm bánh khảo các thứ thì rất là tốt. Đây là đường gì hả cô? À vâng. Vâng, mỡ thôi nhỉ. Nhìn trắng trắng là mỡ thôi. Chúc chị đất hàng nhé chị. Ở đây là khoai mòn các bạn ạ, rất là nhiều khoai đấy. Ở đây quán ăn này, ở đây vẫn là cái bánh khẩu thi thứ ba bán cái này và rất nhiều đường nhờ. À, đường vâng. Ở đây là gạo nếp để làm bánh các thứ đều được các bạn ạ. Đấy, đây là hương này. Đấy. Chúc bà đắt hàng nhé bà. Vâng. Đấy, ở đây cũng một cái góc chợ này bán. Ở đây là chủ yếu là bán lịch. Vâng ông. Bán sách, vâng, bán sách cũng như là bán lịch các thứ nhỉ ông. Vâng, đấy rất là nhiều. Đây là các bạn có thể ở đây chọn những lịch ngày tháng tốt, lịch âm dương, lịch vạn sự các thứ luôn. Chuẩn bị bây giờ đang cũng ở trong năm 2021 rồi các bạn. Các bạn có thể mua những cái quyển lịch hay. Đấy, đây là một cái góc của chợ lịch các bạn ạ.
Chúc ông đắt hàng nha bác. Ở đây là cà chua này. Đấy các bạn thấy một góc của chợ. Ở đây hàng ăn hàng uống ở đây dưới này cũng có này. Đấy chủ yếu là rau cả cái thứ ạ. Đấy rất là nhiều. Đấy. Đây là một cái góc phía dưới các bạn ạ. Đó. Mình sẽ lên phía trên này các bạn ạ. Đó. Phía trên này các bạn nhá. Đấy. Đây bán giày dép này. Đây, những cái bát đĩa các thứ ở đây các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy. Lại tên. Ở đây là bán những cái quần áo ở đây các bạn. Đấy. Quần áo ở đây chắc sale rất là rẻ ở đây. Mùa đông như này chủ yếu là chúng ta thấy là bán thời trang, quần áo, giày dép các thứ rất là nhiều. Đấy, ở đây là thuộc xã Ngọc Động, huyện Quảng Uyên các bạn nhé. Đó. Góc. Vâng cô. Mua chăn hả cô? Vâng. Vâng. Đây các bạn thấy một góc các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi xuống bên này. Thì thời tiết ở đây chủ yếu là hôm bây giờ thì các bạn đã thấy trời nắng nên khá là ấm các bạn ạ. Nhưng mà sáng sớm thì các bạn thấy là rất là tê lạnh buốt các bạn. Nhưng mà trời nắng lên rất là ấm. Đấy, những cái hàng quán ở đây thì đa số rất là tan nhanh các bạn ạ. Hầu như là bây giờ không còn một bóng người luôn. Đấy. Không còn bóng người luôn. À đây có hai con chim nhỉ? Ừ, hai con chim đấy. Vâng. Hai con chim này là chim chào màu. Vâng. Chào màu. Miếu quan đế, khu vực cấm. Treo phơi của nó vừa dụng. À vâng. À. Hai con chào màu các bạn. Con chào màu ấy. Vâng. Đấy, rất là nhiều chào màu. Vâng. À. Đây là chim ông à? Ông. Vâng. Mua đây, ông mua đây. À. Một tháng. Một tháng. Mua con bao nhiêu tiền đấy ông? Tiền tính ra thì ông là khoảng 120. 120.000 á? 120.000 một con á? Một con rồi. Thế cũng rẻ không? Vâng. Nhưng mà cân bản này. Cân bản này tới mình còn lấy là một con cái này còn lấy 100 đô. Vâng. Nhưng mà ông phải thuê người đều đi. À, mình tiến, mình tính tất tần tật tất cả ấy, tiền công. Vâng. Vâng. Từ cái lồng khác. À, vâng. Từ cái khác. Vâng. Thế cũng rẻ mà, không phải đắt đâu ông ạ. Vâng. Vâng. Đã được thêm mấy con nữa nhỏ. Vâng. Bây giờ thì giết rồi. Vâng. Không răng lưới nhưng mà không bắt được con nào ấy. À, vâng. Đúng rồi. Ở đây thì không, ở đây là chợ. Chợ ở đây không, người ta không bán trâu nhở ông? Có nhở, về hết rồi nhở. Ở đoạn nào nhở ông? À, gốc cây gạo ở dưới này thôi phải không? À, vâng. Hôm nay có nhiều đấy, hơn chục cây một con đấy. À, vâng. À. À, ở đây là cái miếu này thờ à? Thờ quan đế à ông? À, ông quan đế à? Ông quan đế này thì vào khoảng những năm bao nhiêu nhỉ ông? Cái này cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Lâu lắm rồi. À, lâu lắm rồi. À. Chắc phải mấy thế hệ rồi đấy nhỉ? Đồng thổ vào thời gian nào không biết. À. Rồi là cái thợ nào xây cũng biết. À, xây cái đây, tường này. Đây. Bây giờ chính xác là cái tường cũng như cái nhà này xây từ cái lúc đấy phải không ông? Từ ban đầu đấy. À, thế thì cũng... Theo cái kiến trúc cũng như là các thứ thì cũng dựng được rất là lâu rồi nhỉ? Lâu rồi. Vâng. À, quan... Thì không biết được. Vâng.
À, quan đế. À, ông thổ địa. À, bên này ông thổ địa, bên kia quan đế các bạn. Đấy, các bạn có thể xem bên trong này. Đấy, thờ thổ địa, quan đế. À, xây hai cái này chung cùng nhau ấy nhờ, đúng lúc đấy đấy. Thời gian, khoảng thời gian đó đấy. Vâng. Vâng. À, vâng. Đây, các bạn thấy. Vâng, vâng. Đây là... đây là thờ quan đế các bạn ạ. Đây là quan đế, mình nghĩ là cũng khá là lâu rồi các bạn. Các bạn có thể xem những cái tự chữ nho. Chữ nho là tiếng Trung này. Chữ nho. Đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Cái miễu lúc nào cũng như là ở đây là trình tường, à cái ngói âm dương. Chắc là rơi tầm khoảng thế kỷ 20 thôi nhở ông? Đây khoảng mấy trăm, 200 năm rồi. Khoảng 200 năm á? 200 năm rồi. Wow, 200 năm đấy thì... cái bản nó ghi là... à. Cái bản nó ghi là khi đã xây dựng xong cái đây rồi. Vâng. Xong rồi thì bắt đầu nó ghi cái bản họ có tiền để bắt đầu cái xây. À. Vâng. Cái dưới cái tên đây. À, cái bảng này à. Đây là chữ bằng tiếng Nho phải không? Tiếng Nho đấy nhờ. Vâng. À, cái bảng tiếng Nho này phải không ông? À. À, vâng. À. À, cái này tiếng Nho này thì không ai mà am hiểu tiếng Nho mới được nhỉ ông? À. 20 năm ở Khánh Thành. Vâng. Vâng. À. Vâng. 20 năm. Vâng, vâng. Đây các bạn là tiếng Nho các bạn nhé. Mình sẽ cho xuống này. Bạn nào am hiểu tiếng Nho này không các bạn? Đây mình cho đi nhanh, các bạn có thể dừng lại các bạn nhé. Đây là hơi bị mờ rồi các bạn. Hơi bị mờ ở đây. Chữ này hơi bị mờ. Các bạn có thể xem rõ ở đây. Đây là danh sách này. Đó. Đó, đây là cái đền miễu quan đế các bạn. Chứng tỏ cái hồi xưa họ xây kiểu nào, cái miếu này rất là bền nhở.
À. Người ta đổ vào. Vâng. Đổ vào cái khung ấy. Cái khung. Đó, khung rồi người ta đâm lại. Vâng. À. Đất này lâu rồi. Rất là bền nhờ. Đất như này nhưng mà bây giờ cách xi băng bây giờ chắc là còn thua đấy. Vâng. Thiết kế ra cái kiểu. 200 năm rồi. À, khoảng đấy đấy nhờ ông. Khoảng đấy rồi. Vâng. Cái bảng nó góp kia này thì sánh thành cái này thì cách đây là 130 rồi. 130 năm. 130 thì cái bảng nó ghi này bắt đầu góp tiền. 130 để thành lập. Vâng. Còn hoàn thành đấy, mừng cái này đấy. À. Có nghĩa là cái tiếng nho kia ấy. Ờ tiếng nho là cái tên, ghi tên hết. Vâng. Cái ông quan con ở đâu rồi bao nhiêu tiền có bao nhiêu tiền có hết đấy. À vâng. Vâng. Nhiều nơi góp tiền này. Đúng rồi. Khắc thành cái này đấy. Vâng, chính xác là khắc lên cái đá kia là từ cái thời mà xây cái miếu này đấy nhờ. Vâng, sau. À, sau mới có. Cái tên vào cái đá này ông nhờ. Vâng. Vâng. Mới đây à? Vâng. Ờ, người ta bản. Vâng. Cái bản xấu rồi. Miếu này chắc là thời kháng chiến chống Pháp đấy nhỉ ông? Chống Pháp rồi. Chống Pháp hay là chống thời từ thời trước đó nhỉ? Pháp rồi, từ khi thằng Pháp nó cai quản rồi. Vâng. Cháu nghĩ thế. Sau hình như là ông hỏi xem là cái miếu ở trên Bảo Liên ấy. Vâng. Cái miếu về miếu gì ở trên vân núi à? À. Cái miếu mọi hàng năm vẫn có lễ hội ấy nhở? Có đây vẫn có phải không? Vẫn có. Vâng. Có ngày Thánh Minh ấy. Vâng. Ngày Thánh Minh tổ chức tổ chức lễ hội thì tổ chức lễ hội cúng cái miếu này luôn à ông? Luôn. Cúng. Vào ngày gì ông? Năm nay thì 23 tháng 2. 23 tháng 2 nhưng mà sang năm thì nó lại khác theo lịch âm nhở ông? Năm nào ngày Thánh Minh là nó mừng về. À, vâng. Ngày Thánh Minh là bắt đầu dân ở đây tổ chức. Vâng. Thánh Minh tiền là mua sắm tất cả hình lễ rồi. Vâng. Làm lễ dâng hương để cho các ông cụ thần tiên. Vâng. Đấy thôi. Vâng. Giờ hàng năm thì nó cùng trùng ngẫu nhiên thôi. Nó quy định rồi. Vâng. Nó quy định là cái đúng chí à? À vâng, đúng rồi là ngày cái ngày đúng chí là nó mỗi năm nó khác mà ông. À, mỗi năm nó sẽ khác. Rồi lấy cái ngày đúng chí. Vâng. Nó mới cộng lại 106 ngày. Vâng. Đúng rồi. Ngày đúng chí là ngày bao nhiêu cộng với 106 ngày nữa. Vâng. Thì đúng vào cái ngày Thánh Minh. Vâng, đúng rồi. Thì đừng có cái. Vâng. Vâng, phải. Ở đây Thánh Minh có tổ chức mấy cái được. À vâng. Năm nay thì chắc là năm nay có tổ chức hơn. Năm nay tổ chức bởi vì năm ngoái là vướng dịch. Vướng dịch. Đúng rồi, vướng dịch cái. Vâng. Không tổ chức được. Vâng. Năm năm nay đoạn rồn đã. Vâng. Vâng. Phải dồn số dồn xã nữa. À. Năm nay là cái dịch kiểm soát tốt. Kiểm soát tốt như thế này thì có thể là được mở. Vâng. Nó có liên quan với cái 22 xã mà. Vâng. À. Hơn. Vâng. Ở đây là xá Ngọc Động nhỉ? Ngọc Động Hoàng Hải. Vâng. Ở phía trên là xá Hạnh Phúc cả. À xá Tự Do nhỉ ông? Vâng. Phía trên do bên trên. Dưới kia là Hoàng Hải. Vâng, đúng rồi. Đây cái miếu rất hay. Vâng. Đấy, thờ vị quan đế cả. Kiểu như quan cai quản vùng ở đây đấy nhỉ ông? Đấy thời kỳ. Nó cai quay ở năm trước đây nó không có xã. Vâng. Rồi nó không vùng. Rồi. Vâng. Rồi nó cái vùng là xong rồi thằng Pháp nó đặt đấy. Vâng. Tức là trên là cái miếu này nó quản nó vùng. À, quản vùng. Vùng là tự do. Vâng. Hoàng Hải Hạnh Phúc. À. Nó khu vực này, khu vực đấy. Vâng. Nó cai quản đấy nhỉ? Cai quản có như là thành lập. Một huyện đấy. Vâng. Coi như người ta tổ chức công huyện đấy. Đúng rồi. Vâng. Khoảng mấy xã mà. Vâng. Cái nó phá rồi. Vâng. Rồi trước đây là nó chỉ có nó vùng rồi không có xã. À vâng. Nó phá mà. Đúng rồi. Nó cả vùng thôi. Nói chung là nó đặt tên là khu vực ấy là Định. Vâng. Định Nông Tộc. À. Đấy thằng Pháp nó đặt cái ông này là quản năm vùng. Vâng. Tức là nó là tên của năm vùng ấy là Định Nông Tộc. À vâng. Đúng rồi. Sau rồi cái phải ra một cái là ta thành là phó rồi thì nó xá rồi. Đúng rồi. Thì mới có thông tin. Định Nông Tộc thì nó vùng.
Phúc Viên này. Vâng. Tự Do này. Vâng. Hà Thái này, Hạnh Phúc này. Đúng rồi. Như là trước đó thì không có nhờ, trước đó thì không có gì cả. Nó chỉ cả cả một vùng thôi. Đấy. Đây là thằng Pháp thôi, nó cứ vùng thôi. Vâng. Nó đặt tên cho tôi khu vực đấy là Lịch Nông. Vâng. Nó Lịch Nông tộc. À vâng. Vâng. Đây này là quan miếu quan đế các bạn ạ. Vâng. Cái này là chỉ thờ một người thôi phải không? Chỉ thờ một người thôi hả ông? Tôi thờ thờ ông quan đế. À, ông các ông quan đế ở trong ông này. Thế là ông quan đế. Vâng. Còn có thổ địa thì cũng là mình riêng một ngày. À, vâng. Ông quan đế cũng riêng một ngày. Vâng. À. Nó riêng rồi. À, nó khác nhau nhỉ ông? Vâng. Nó quy định từng ngày rồi, từng tháng rồi. Vâng. À. Đây thổ địa với quan đế các bạn ạ. Bên này thổ địa, bên này quan. Dạ. Nhưng mà theo kiến trúc vẫn còn thấy bền lắm nhờ. Cháu thấy còn tường này cũng bền lắm đấy. Cháu thấy là tường này bền lắm. Đấy, đấy. Đấy rất là bền luôn. Nhìn mai một nhiều rồi. Đúng rồi, mai một nhiều nhưng mà nhìn nó vẫn thấy là rất là vững chắc. Cháu nhìn thấy là rất vững chắc. Các cháu nhau ở tỉnh về. Vâng. Cái này là cái gì? Vâng. Biết thì ông biết thế nào ông trả lời như thế. Vâng. Thế ông nó quan đế. Vâng. Ông này thì nó cai quản nhà nước Thái. Vâng. Chúng đặt ngày tháng này sinh nhật của nó. Vâng. Vâng. Tăng nhựa đây cả. Đây các bạn, đây là thờ quan đế với thổ địa các bạn. Rất là lâu rồi các bạn. Đây. Nó ông còn. Vâng. Không có ai sử dụng mình cả. Vâng. Không có ai cho quyền mình đi sổ xem. Vâng. Nhưng mà ông hỏi xem là cái chợ về từng ngày tính. Vâng. Mà thế tại sao là ở Vườn Thảo Nguyên có một cái hai xã mà họp ngày chiến binh cùng một ngày? Đúng rồi. Với, tại sao lại Quảng Nguyên đấy, Quảng Nguyên khu vực Quảng Nguyên này lại họp thông ngày thanh minh mà kiểu như là gọi là rộng lớn, có nghĩa là rất là lớn ở đây ngày Tết thanh minh ấy ở khu vực trên này ấy. Nhưng mà người chẳng có ai sử dụng cả. Vâng. Nhưng mà người ta hỏi nhiều ô nhiều lắm. Vâng. Ông già thì ông bên là cơ mới chuyển lại thanh minh được. Không biết được. Vâng. Mình muốn chuyển thanh minh thì cũng phải có cái thời gian này. Đúng rồi. Mình phải đi sưu tùm này. Vâng. Rồi thế đi hỏi xem là, đi thẩm tra xem là cái tình hình của khu vực trên nó như thế nào, mà khu vực này như thế nào. Vâng. Rồi thanh minh là như ở đâu đến. Vâng. Rồi là vợ chồng thanh minh cái nguồn gốc. Nào, nguồn vâng. Gốc của nó như thế nào. Nguồn gốc như nào. Tại sao ở đấy nó là có thanh minh. Vâng. Mà ở trên Phúc Sen cũng có thanh minh. Đúng rồi, thành Phúc Sen cũng có. Vâng. Ông đi, ông thời kỳ ấy cũng còn khỏe lắm. Vâng. Thời kỳ ông ấy chỉ có 50 tuổi thôi mà. À vâng. 50 tuổi ông đi đấy. Ông bây giờ khoảng bao nhiêu tuổi ông? Trên 80, à, 5 năm rồi, gần 90 rồi. À gần 90 đấy, à, khỏe đấy ông. Nhìn khỏe. Khỏe lắm. Ông đi siêu tùm cũng một thời gian lắm luôn. Vâng. Đi lắm luôn, đi khỏi xóm này. Vâng, xem còn già, lưu truyền được những cái thông tin gì không nhỉ? Có bao nhiêu ông già gặp hỏi xem thế nào, có biết tình hình của sinh mình không? Vâng. Nó biết thế nào, mình hỏi nào, nó trả lời được, nó vâng. Không trả lời được thì thôi. À. Chủ tổng cho ông mất một năm đấy. Vâng. Mà thỉnh thoảng ông có thời gian thì ông có đi chơi nè, một là đi chơi. Vâng. Một là đi chơi thăm anh em. Vâng. Rồi các xóm. Vâng. Cái thứ hai là mình có thời gian thì mình hỏi ông, các ông già. Vâng. Lâu năm ấy. À. Lâu năm biết thế nào nó kể như thế. Vâng. Xong ông có chủ tập lại đấy, ông thu lục lại, thu tập lại. Vâng. Xong nghiên cứu lại. Ý kiến của ông này như thế này, ý kiến của ông này như thế này. Vâng. Mới tổng hợp lại. Vâng. Tổng hợp lại xong mới nghiên cứu lại cái tại sao nó có như thế. Vâng. À, bắt đầu thì có gì, có vâng. Như thế nào. Đúng rồi. Bắt đầu thì thấy gọi là
có một vừa trồng hối có ông hết đấy, ông đủ rồi. Vâng. Biết đủ là tài liệu hết rồi. Vâng. Tài liệu hết rồi. À. Đủ hết đấy, từ đâu đến đâu rồi, việc nào có gì. Có hết rồi. Vâng. À. Ông viết thành văn bản hết đấy. Vâng. Nhưng mà xã bảo là ông viết này thì ông viết, nhưng mà viết gửi cho xã xong nghiên cứu là gửi lên tỉnh đi lấy tiền bút đi. Phải kiểm duyệt mới được ông, kiểm duyệt lên đúng rồi, kiểm duyệt lên tỉnh cho nó mình. Cũng chẳng có ai là cho mình đi đâu. Vâng. Mình tự ý của mình đi thôi. Vâng. Mình thấy được là để mình đúng không rồi. Biết được là người ta hỏi mình thì mình cũng trả lời cho họ được thì mình phải trả lời cho họ biết được một ít chứ không biết hết, nhưng mà phải trả lời được một vâng. một phần nào đó thì họ à. À thế cái tiếng nho ở đây ông có hiểu không ông? Ừ, cũng đọc được. À cũng đọc được một số không? Ở đâu được một số. À vâng. Cái này là bằng tiếng nho mà nhỉ? Tiếng nho à, tại tiếng nho. Vâng. Đúng rồi. Không có được học đâu. Vâng, đúng rồi. Bắt đầu cách mạng ra thì ông mới tuổi. À. Xong rồi là bắt đầu mới tổ chức cái học. Học chữ nho ở đây này. À. Và chứ cho đấy là một vài tháng rồi, xong bắt cách bạc ra một cái này à. Là cái bọn tàu nó đi về nước ấy. Vâng, đúng rồi, cũng tan hết rồi các thứ rồi nhờ. Vâng, vâng, đúng rồi. Tại cháu thấy là cái tường này đúng là theo cái thiết kế nhìn nó kiểu như nó cổ cổ ấy. Đấy, sau đó nó rất là chắc. Vâng, vâng. Đây là cái miếu các bạn ạ, thổ địa, theo một cái kiến trúc rất là cổ ở đây các bạn. Các bạn có thể xem ở đây này. Đấy mình thấy nó lạ lạ ở đây, sau đó mình cho các bạn xem. Đó. Rất là hay nhờ. Rồi cảm ơn ông đã đưa một số thông tin ông nhá. Vâng, ông xin cái miếu này. Nhưng mà tôi không cần lấy đâu. Vâng. Tôi chỉ biết thế thôi. Vâng. Tôi không biết đâu. Đúng rồi. Tôi không cần đâu mà. Vâng. Cháu cũng không rõ về cái này mấy, nhưng mà thấy là cái miếu có rồi. Muốn biết đấy thì phải đến ngày Thánh Minh về rồi thì. Vâng. Có đâu mấy ảnh chụp cả một cả nồi đông thì nó đốt rồi. Vâng. Hết rồi, đủ hết rồi. Vâng. À. Ông cũng đã chuẩn bị một bài thơ. Vâng. Bài thơ á ông? Một bài thơ. Vâng. Để mừng cái ngày Thánh Minh ấy. À. Ông phải đọc ở đây. Vâng. Tổ chức cái ông Thánh Minh ấy. Vâng. Ông Thánh Minh ấy. Bây giờ ông có nhớ bài thơ đó không? Mình nhớ chứ, bài thơ với ông vẫn còn để lại đây này. Vâng. À, cũng vẫn còn để lại đấy. Vâng. Còn đầu ấy thì ông có ghi là cái gì lịch trình. Vâng. Phải lịch trình đâu. Vâng. Cái lịch trình này là lưu lại của ông thân này, ông mang về cho cháu xem. À vâng. Cháu thích kia có. À chính ông ấy luôn đấy nhờ. Vâng. À. Chứ có thực phần cái này nó có thực phần mà. À vâng. Đâu à? Đây là dân tộc Nùng An. Nùng An. À, Nùng An. Đây cái này cái phần của bố mẹ. À bố mẹ. À. Vâng. Còn cái phần này nó là phần khác. À. Thế này là bài thơ. À bài thơ luôn. Bài thơ của ông đấy. À, ông viết luôn đấy nhỉ. Ông viết đấy, xong rồi đấy, nhưng mà chưa vào bảng chính đâu. Vâng. Mình chọn là riêng rồi. Đấy. À khá nhiều đấy ông nhỉ. Phần này của con. Phần của con. Đấy chính mình đấy, chính mình ở đây này. Vâng. Cái này ông viết lâu chưa ông? Vâng. Sưu tầm ở đây cách 20 năm, 30 năm. À vâng. Cách lâu rồi. Vâng, vâng. Mới sưu tầm lại rồi đó. À. Sưu tầm lại mới viết lại rồi đó. Vâng. Mới viết lại này, ông Sinh. Phần của con. Phần của con này, anh này. Vâng. Thế Hoàng Văn Sinh. Vâng. Ngày ba sâu cũng mới chơi được. Vâng. Em, vâng là Nông. Nông Tị Mình. Vâng. Là hai anh em ruột. Vâng. Cùng cha, cùng mẹ. Vâng. Cùng cha cùng mẹ, nhưng mà người ta mang thắc mắc là tại sao nó lại khác, có à. Tên hộ. Vâng. Nhưng à. Tại sao người ta là cái tên hộ đó đấy, đấy người ta mang hộ thôi, nhưng mà tại sao thế? Vâng. Hỏi thế. Vâng. Nhưng mà nó là anh em thôi. Vâng, anh em. Sau mới trả lời nó ra lắm đấy. Vâng. Là anh em rồi này, cùng chung bố mẹ này, cha thì cái gì? Cùng sinh trưởng ở xóm bản trang xã Đại Côn huyện Quảng Nguyên tỉnh Cao Bằng đấy. Vâng. À.
Hai anh vừa mới lớn lên bao nhiêu tuổi rồi chị? Vâng. Là bố mẹ mất đi. À vâng. Đây, cái này nó là cái đấy. Vâng. Cái này nó giống kiểu như là mình cũng làm thơ hoặc là cũng gia phả luôn đấy ông. Cũng hiểu vào cái nội dung ấy đi. Vâng. Cái à. Nội dung dài lắm. À vâng. Ông viết ông hết rồi. Đúng rồi. Cái bài thơ này của ông viết này viết tận đại được. Vâng. Đúng rồi. Đấy. Cái phần này là phần của ông ấy đi. Vâng. Con ông bố mẹ nó có rồi. Vâng, đúng rồi. Con cháu của nó có rồi. Vâng. Còn cái nội dung của nó chi tiết ấy thì ông đã ghi cả. Vâng. Ghi đã ghi từ bản chính rồi. Đúng rồi. Nhưng vâng. Mà họ ta mượn đi rồi. Vâng. À. Ta mượn đi rồi. Vâng. Chắc là Tết vâng. Nó mang về được. Cho đời con cháu nhờ, con cháu về sau. Con cháu của mình biết thôi. Vâng, đúng rồi, để biết thì. Đây, các bạn. Ở đây là cái góc phía dưới các bạn. Đây mình sẽ đi phía dưới. Ở đây là chỗ tan nè các bạn. Đó. Chỗ Đông Ma tiếp tục nè. Ở đây là máy khâu các bạn ạ. Đây là được khâu bằng vâng, bà. Vâng. Hết tệt bà đang. Vâng, đang khâu quần áo hả bà? Đang khâu quần áo. Con à. Quay bà này mai kia lên Facebook mình nhìn thấy bà. Vâng. Tinh quái. Vâng, tinh quái. Đấy, là trở khâu. Thành tinh quái chứ không phải là người. Anh ơi, rồi tôi được mà bà. Đẹp. Xấu á. Đẹp mà bà. Quay cái hay cái đẹp mà bà. Thứ nhất là mọi người, thứ hai là mẹ hai bốn mắt rồi. Đấy. Nhưng mà quay xấu quá. Quay đẹp chả nói. Đẹp mà bà. Quay cái hai cái đẹp. Đấy là cái máy khâu rất là truyền thống nhỉ bà. Truyền thống ngày xưa. Ngày xưa đấy. Đấy. Bây giờ gọi là cổ mà đấy. Bây giờ hiếm khi thấy cái máy này rồi. Đấy, rất là truyền thống các bạn, được khâu bằng máy khâu, bằng khâu tay chuẩn bị lên Facebook. Bà đắt hàng hơn đấy bà. Nó chuẩn bị Facebook để đấy bà già như thế này còn đi lọ mọ. Làm thế nhưng mà làm thế này nuôi. Làm thế này giỏi mà bà. Đến bây giờ vẫn còn tí nữa người ta vẫn còn chỉ đi tận rồi. tận đâu họ xử đấy. Nhất là đến đây là xã ở Ngọc Động rồi. Đã, ở chợ Đống Đa rồi. Đống Đa Ngọc Động. Cái chợ Đống Đa này tên thì rất là trùng với cái chợ Đống Đa ở Hà Nội ấy. Ở khu vực Đống Đa. Đống Đa Hà Nội. Vâng. Đấy, đây là thâu Hà Nội. Quần áo các thứ các bạn. Chỉnh sửa quần áo các thứ đều được các bạn. Có thể đến với chợ Đống Đa này các bạn nhé. Đấy, rất là truyền thống ở đây. Em mày quay đưa bà xem ra nào. Chưa lên đâu bà. Bà đắt hàng rồi đấy. Chúc bà đắt hàng nhá bà. Con đi đây. Đấy, thấy chưa? Quay mấy phô nhìn bà. Đẹp mà bà. Vâng ông. Bà mình đứng ở đâu ra. Không sao đâu mà. Đẹp mà, đấy. Ở đây là tiếp tục bán những cái quần áo các bạn. Bác phía dưới này, đây là chăn màn có thứ ở dưới này các bạn. Đấy. Chăn màn có thứ ở dưới này. Đấy là đang xây một số công trình. Đây là xây một số xây nhà ở đây các bạn ạ. Xây nhà ở đây. Đây là hàng quán cũng tan hết rồi các bạn ạ. Tan hết rồi. Đây vẫn là khâu vá các bạn ạ. Đây là những cái máy khâu rất là truyền thống các bạn nhỉ. Đấy, đây là những cái khâu máy, khâu tay thời xưa các bạn. Chào ông nhé, ông. Chào bác nhé. Vâng. Đấy, thấy chưa, đây là khâu cũng như là chỉnh sửa quần áo, may quần áo. Đa số là chỉnh sửa quần áo thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn không vừa, các bạn có thể đến đây để khâu lại quần áo các bạn nhé. Đấy. Đó. Đấy, bạn thấy là đây là một góc. Ông làm lâu chưa ông? Làm khâu này lâu chưa ông?
cũng khoảng được 20 năm. À vâng bác. 20 năm. Vâng. Ok câu. Vâng. Chưa lâu lắm. Rồi. Đấy, chưa lấy khâu chưa lâu lắm à, lâu mà hai chục năm mà, lâu rồi chưa lâu lắm đấy. Cái máy khâu này lâu chưa nhỉ ông có bác này, có chưa lâu cũng... có vào 93 này. À từ năm 93 thì cũng lâu nhỉ. Ừ. Bây giờ vẫn phổ biến khâu như này mà nhỉ? Ít vâng. Rồi nhỉ? Vâng, vâng. Vẫn có mà nếu mà dùng để khâu những cái chỉnh sửa quần áo ấy nhỉ? Chỉnh quần áo vẫn có. Mà. Vẫn có mà. Vâng. Nó cần cần. Vâng. Nhưng mà đa số những cái máy lớn công nghiệp ấy chủ yếu là họ làm bằng máy tự động hết rồi nhỉ? Ờ. Đấy, cái tự động hết rồi. Nhưng mà đa số chỉnh cái sửa. Cái này thì cũng đặt chân này cũng. Vâng. Cũng đạt được. Vâng. À cái này là chủ yếu là mùa cái này cũng là mà chạy bằng điện rồi đấy. Vâng, chạy bằng điện, mình chế luôn rồi nhỉ? Chế luôn rồi. Vâng. Đây là bằng điện. Vâng. Mình đỡ phải đạp cái thứ chứ. Đỡ mỏi chân một tí. Vâng. Đấy gọi là làm lại cái góc của chợ Đống Đa các bạn ạ. À, tan hết rồi các bạn. Ừ, hôm nay nó tan sớm. Tan sớm quá nhỉ. Ừ. Chúc bác đắt hàng nha bác ơi. Vâng, vâng, vâng. Cảm ơn. Vâng. À, bây giờ này cũng là khách hôm nay. Vâng. Đấy rồi. Tan hết rồi mọi người, tan hết rồi. Vâng. Đấy. Các bạn nằm mình sẽ chào chị nhé. Đây mình sẽ qua bên này các bạn. Đó. Chợ châu ở đây thì cũng có rất là nhiều các bạn ạ. Mọi khi là ở đây là bán đây là nhà bán hóa này, bán châu ở đây này. Ở cái gốc đa này này thì rất là nhiều các bạn. Mà hôm nay là tan rồi các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video mình giới thiệu qua về cái chợ Đống Đa này. Đó. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau. Bye bye. Chúc các bạn xem video vui vẻ các bạn nhé.